Thôi được rồi, bây giờ Dương Vy sẽ đi vào nội dung một cái bài viết. Cái tiêu đề là chờ ngày 29 kẻ thù ác, với 29 kẻ mà đã gây ra cái chết của ba chiến sĩ ở vụ Đồng Tâm ấy. Dương Vy sẽ chia sẻ bài viết đó được đăng ở trên trang Giải Độc Chính Trị. Theo thông báo, ngày 7 tháng 9 tới đây, hôm nay mùng 2, còn 5 ngày nữa, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong cái vụ đổ xăng thiêu chết ba chiến sĩ công an tại xã Đồng Tâm. Đấy, đó là cái tổ Đồng Thuận nó gây ra như live trước Dư Vi đã làm. Như vậy ấy, là sau 8 tháng chờ đợi, một bản án thích đáng sẽ được đưa ra đối với những kẻ thủ ác này, mất hết tính người này, để có cái bản án này. Bên tòa án, viện kiểm sát và cơ quan công an điều tra, cả bên cơ quan an ninh, người ta làm việc rất là tỉ mỉ, thận trọng, cặn kẽ, để sau này các thế lực thù địch người ta không có cơ hội để mà xuyên tạc, bóp méo cái sự thật, đặc biệt là những cái bản án thích đáng dành cho những đối tượng mà gây ra cái chết của ba chiến sĩ cảnh sát. Thế nhưng trong khi dư luận trông chờ một sự trừng phạt nghiêm khắc dành cho những kẻ sống trên pháp luật, coi thường phép nước, thì nghe bảo trong cái làng dân chủ quậy lần độn ấy, đang có một chiến dịch kêu oan chạy tội, chuẩn bị công tác bài vở biện vực cho nhóm thảo khấu dân chủ quậy, cái đám kẻ thù ác này, trên các trang như BBC, Người Việt của Phạm Minh Vũ này, đang ra sức công kích cho rằng chính quyền tiếp tục đàn áp người dân xã Đồng Tâm để làm gương răn đe người dân cả nước phải quy phục chỉ đạo của chính quyền, rồi thì vu cáo chính quyền phủ nhận trách nhiệm trước cái chết của ông Lê Đình Kình. Phiên tòa sắp tới đã được sắp xếp để buộc người dân xã Đồng Tâm phải chấp nhận mất đất. Đó là cái âm mưu của cái tên Phạm Minh Vũ này. Thật là đùa, đến giờ phút này vẫn còn những cái kẻ cố đấm ăn xôi lên tiếng bao biện đòi thả tự do cho 29 kẻ ác nhân này này, những kẻ ác ma này, các nhà đấu chân dân thủ quậy đang ra sức bênh vực kêu oan kia đã thiêu chết không chỉ một ba chiến sĩ, mà công an, một trong ba cái chiến sĩ công an ấy mà còn làm rất là nhiều cái tội lỗi, nhiều cái ác khác, kết nối với các thành phần phản động, các còn có cái sự tài trợ, hỗ trợ tiền nong vật chất của những thành phần phản động ở nước ngoài nữa. Đàn áp gì ở đây, khi mà ngay chính những cái kẻ thủ ác này đã cúi đầu nhận tội, khai rằng đã dùng bom xăng, lựu đạn, giao phóng để tấn công lực lượng chức năng, thử hỏi thách thức pháp luật, coi thường tính mạng người, con người ấy, thì còn oan không? Mà chính những cái video clip các vị ấy nói là sẵn sàng giết 300 đến 500 người, là tích trữ xăng, đạn, lựu đạn này, vũ khí nóng này, bom xăng này, cái nói chung là vật liệu nổ này, cả lựu đạn nữa này, mà ông Lê Đình Kình lúc tiêu diệt ấy, trong tay còn cầm một quả lựu đạn nhé, mọi người nên nhớ cái chi tiết như vậy. Rõ ràng đưa ra xét xử những kẻ giết người, chống người thi hành công vụ trong cái vụ Đồng Tâm của tổ Đồng Thuận ấy, vừa qua là đảm bảo tính nghiêm minh thượng tôn của pháp luật, không có cái gì gọi là đàn áp cả nhé. Lợi dụng cái phiên tòa xét xử về vụ án Đồng Tâm ấy, trên trang cá nhân của Phạm Minh Vũ đăng tải bài kích động người dân, khiến họ mất niềm tin hành vi của nhóm đối tượng Đồng Tâm trong cái việc mượn cớ đòi đất để gây sức ép với chính quyền thực hiện các hành vi phạm tội, đặc biệt là gây trọng tội giết người một cách dã man. Đó là rõ ràng như ban ngày, không thể phủ nhận xuyên tạc. Vậy nên đừng gọi những kẻ như Lê Đình Kình là dân vì người dân chân chính, không ai lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm giấy tờ biến đất quốc phòng thành đất ở, đất nông nghiệp rồi chia cho các thành viên trong nhà và bán cho người dân, bày mưu tính kế giết người man rợ như vậy cả. Đấy. Còn nữa nha, các nhà dân chủ thường bay khóc mướn cho Lê Đình Kình này, nhắc lại cái chết của kẻ khủng bố kia. Vậy thì xin hỏi cái chết của ba người chiến sĩ thì ra sao? Nha,
Lật lại cái chết của ông Kính ấy, chỉ khiến cho sự việc được dựng lại, sự căm phẫn của dư luận lại càng tăng thêm mà thôi. Nó sẽ không thể làm thay đổi bất cứ điều gì trong đó khi sự thật đã được làm sáng tỏ như ban ngày. Phiên tòa sắp tới có ý nghĩa rất là lớn khi chính thức đưa ra những cái biện bằng chứng, lời khai cho thấy hành vi phạm tội man rợ, tàn bạo của nhóm người Lê Đình Kình và Tổ Đồng Thuận ấy, là câu trả lời cho những sự hy sinh của ba chiến sĩ. Mà câu trả lời đó sẽ được thỏa lòng mong đợi của nhân dân trong cả nước. Đó, cái bản án thích đáng dành cho những kẻ thủ ác này này, mọi người đang chờ đợi, đặc biệt là những người dân, người ta đang chờ đợi để trả lại sự công bằng cho ba chiến sĩ đó, trả lại sự thượng tôn cho pháp luật. Người dân đang dõi theo rất là nhiều. Có thể thấy Phạm Minh Vũ cùng các đối tượng lợi dụng cái phiên tòa sắp xét xử để kích động người dân chống phá, khiến họ mất niềm tin vào chính quyền, tạo cớ cho các thế lực thù địch bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Với những tội ác mà 29 đối tượng gây ra là quá rõ ràng, cùng với đó là các việc các tổ chức cá nhân có các động thái lợi dụng việc xét xử sắp tới để xuyên tạc biện minh, đòi thả tự do cho những kẻ thù ác này, thì thiết nghĩ qua đây cơ quan chức năng có thể làm rõ thêm tính chất sự liên quan của tổ chức cá nhân đến việc tài trợ hoạt động vi phạm pháp luật này, nó xảy ra ở Đồng Tâm, có nghĩa là nó liên kết với các thành phần phản động ở nước ngoài, các tổ chức phản động như tổ chức Ngô Hoàng Hùng, tổ chức Việt Tân, tổ chức Đào Minh Quân đấy. Làm rõ cái việc này để đưa những kẻ vi phạm này ra trước vành móng ngựa, trước cái sự trừng phạt của pháp luật, dành cho những cái bản án cực kỳ thích đáng cho pháp luật, của pháp luật. Đấy, dự là đám khách không mời mà đến sẽ kéo tới phiên tòa để thương bay khóc mướn cho 29 đối tượng này bị truy tố. Cùng với đó thì các anh hùng dân chủ cuội ấy chắc chắn sẽ chuẩn bị rất nhiều kịch bản thuyết âm mưu nhằm chính trị hóa vụ án hình sự này này. Chỉ cần chờ tòa tuyên án sẽ được đăng tải rầm rộ trên các diễn đàn của làng dân chủ cuội, đặc biệt là các đài báo như BBC, VOA, RFA, RFI và các diễn đàn dân chủ cuội điếm mồm ấy. Nó kêu gọi thường ngày, bây giờ nó kêu gọi người dân tiếp tục đứng lên để biểu tình trong cái vụ Tổ Đồng Thuận 29 bị cáo này này. Dương Vi thách các nhà đấu tranh dân chủ cuội dám đến trước Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội biểu tình để làm loạn nha. Nếu kẻ nào cầm đầu trong cái vụ này cũng đem vào xét xử luôn, không có gì cả. Bởi vì những cái kẻ dân chủ cuội này này tiếp xúc với cái nhóm Tổ Đồng Thuận từ năm 2017 ấy, từ lúc bắt giữ các chiến sĩ cảnh sát mà tạm giữ dội xăng, bắt giữ người ta ở nhốt vào trong nhà kho, là những thành phần đó có danh sách rồi đấy. Hãy cùng chờ xem cái kịch bản tiếp theo của Phạm Minh Vũ sẽ là gì. Và không riêng Phạm Minh Vũ, còn các nhà đấu tranh dân chủ cuội đần độn khác nữa, cứ thử xem, mọi người cứ để ý xem bọn nó làm cái gì. Và Dương Vi sẽ tiếp tục theo dõi cái vụ này, đặc biệt là cái bọn dân chủ cuội này.